Tuyển Việt Nam gục ngã ở tứ kết ASEAN Cup 2019, Linh Nga nhắn nhủ gì với Văn Lâm? Diễn viên múa Linh Nga đã tự hào với nỗ lực của cả đội tuyển Việt Nam khi đối đầu Nhật Bản ở vòng tứ kết ASEAN Cup 2019. Tuy nhiên, cô nhắn lời yêu thương đến em họ, thủ thành Đặng Văn Lâm khiến sao Việt vô cùng bất ngờ. Vừa qua, vậy là hành trình kỳ diệu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2019 đã dừng lại ở tứ kết sau trận thua Nhật Bản 0-1 trong trận đấu diễn ra tại UAE. Trận đấu đầu tiên ở ASEAN Cup áp dụng công nghệ clip hỗ trợ trọng tài và đã mang lại những cảm xúc trái ngược cho các cổ động viên Việt Nam sau hai hiệp đấu. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã chơi tuyệt vời và chỉ để thua ở tình huống phạt đền. Một pha giải nguy của thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận đấu tứ kết ASEAN Cup 2019. Ngay khi tiếng còi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản kết thúc, diễn viên múa Linh Nga đã chia sẻ ảnh thuở bé của em họ Đặng Văn Lâm, kèm lời nhắn nhủ đầy trìu mến. Cô viết, tình yêu của cả nhà Đặng Văn Lâm, người thân của anh cũng đã có nhiều lần ngộp thở khi phải chứng kiến những pha cản bóng vừa qua và không khỏi tự hào đối với người con, người em. Linh Nga còn chia sẻ lại hình ảnh ngày bé của thủ môn Đặng Văn Lâm, chân dung anh chàng với hình ảnh hóa trang vô cùng đáng yêu như thế này. Chị ơi, cho em gửi ngàn nụ hôn đến Lâm. Cảm ơn Lâm đã có một trận đấu đầy dũng cảm, lan xả và tuyệt vời. Lâm quá xuất sắc, Lâm cứu quá nhiều bàn. Chàng trai ấy thật tuyệt vời em à. Xin gửi đến Lâm lời cảm ơn. Hôm nay Lâm thi đấu trên cả tuyệt vời. Như một chiến binh thật thụ, một trận đấu quá hay. Trận này anh Lâm quá hay chị ơi. Tự hào quá chị ơi, đỉnh cao. Tuyệt vời Việt Nam ơi, Lâm chơi xuất sắc. Cảm ơn chàng trai của chị, quá tuyệt vời chị ơi. Em ấy quá tuyệt vời, yêu em Lâm. Em Lâm quá giỏi chị ạ, thật xuất sắc hôm nay. Bên cạnh đó, hàng loạt sao Việt như MC Nguyên Khang, Mâu Thủy, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Văn Mai Hương và tất cả khán giả cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình của Đặng Văn Lâm bằng sự ngưỡng mộ chân thành nhất. Những bình luận của sao Việt như MC Nguyên Khang tán dương, Lâm xuất sắc, cứu quá nhiều bàn. Em Lâm quá giỏi, thật xuất sắc, Hoa hậu Đặng Thu Thảo viết. Không chỉ có diễn viên múa Linh Nga mà những dòng chia sẻ nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng gửi đến cháu trai cũng là người bố thứ hai của Văn Lâm, bố Linh Nga viết. Thế là đã kết thúc một cuộc chơi đầy thử thách, thật đáng tự hào và thế giới sẽ còn nhắc đến nhưng chiến binh sao vàng của đội tuyển Việt Nam một cách thán phục tại ASEAN Cup. Hôm nay cũng như các trận đấu trước, Đặng Văn Lâm cùng đồng đội của mình đã thể hiện hết mình vì màu cờ sắc áo. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sức lực và trí tuệ, con đã cống hiến hết cho chiến thắng của nước nhà. Rất nhiều người thân của gia đình ta và cổ động viên đã gửi lời chúc mừng tới con. Thời gian sẽ qua đi, sự tiếc nuối cũng vơi dần, nhưng tình cảm của mọi người dân Việt Nam với con sẽ là mãi mãi. Đặng Văn Lâm của chúng ta, đêm nay thật sự là một chiến binh sao vàng. Một lần nữa chúc mừng con Lâm nhé. Trước đối thủ quá mạnh, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu quên mình để níu giữ những hy vọng cuối cùng. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng những chiến binh sao vàng không thể làm điều gì khác trước Nhật Bản phòng ngự rất kỷ luật. Thua chung cuộc 0-1. Tuyển Việt Nam ngẩng đầu rời ASEAN Cup ở vòng tứ kết. Đây chính là niềm tự hào với kết quả như thế nào thì đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc khi dấu ấn trong lòng người hâm mộ cùng người thầy huấn luyện viên Park Hang-seo. Hot boy Quốc Anh, Trường Giang sốt ruột khi tôi đóng cặp với Nhã Phương. Diễn viên kể bị lúng túng ở lần đầu đóng phim điện ảnh khiến đàn chị phải diễn đi diễn lại cùng anh. Quốc Anh tham gia vai Trạng Quỳnh trong phim cùng tên do vợ chồng Đức Thịnh sản xuất. Sau 3 lần casting và vài cuộc tranh cãi giữa Đức Thịnh với Thanh Thúy, anh được giao vai chính ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Anh nói, tôi nghe nói chị Thúy không thích nét diễn của tôi, còn anh Thịnh thì ngược lại. Đạo diễn cho biết tính cách của tôi hợp với Trạng Quỳnh ở khoảng vui vẻ, chỉ thiếu sự nhanh nhạy và tự tin. Từ lúc casting đến bấm máy chưa đến một tuần nên tôi không kịp chuẩn bị, đạo diễn bảo gì làm nấy. Ban đầu người đóng cặp với anh là Chun Vũ, tuy nhiên nữ diễn viên ốm nên ekip đổi nhân vật do Nhã Phương thể hiện. Quốc Anh khá lo lắng về việc thay đổi nữ chính đột ngột, phải mất một tuần sau khi phim bấm máy, cả hai mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhã Phương và Trấn Thành đều nhận xét hot boy còn quá non nớt, vì vậy họ hứa nhiều đức diễn cho anh. Anh chỉ khuyên tôi thoải mái chứ đừng sợ bị lấn át, điều đó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận anh chị hướng dẫn tôi nhiệt tình chứ không bỏ mặc mình. Hot boy kể lúc đó anh áp lực ở những ngày Trường Giang đến thăm Nhã Phương, có mặt chồng sắp cưới của bạn diễn. Ở vài đoạn tình cảm, Quốc Anh diễn không đạt, khiến Nhã Phương phải chờ đợi. Anh Trường Giang hơi sốt ruột, có vẻ vì muốn bạn gái được nghỉ ngơi. Anh hỏi tôi sao diễn mãi không được vậy, cố lên, đừng để mọi người thất vọng. Tôi hơi buồn, dù anh nói cũng nhẹ nhàng thôi, cũng nhờ vậy tôi có động lực để cố gắng. Anh chia sẻ,
Hotboy tự nhận điểm yếu lớn nhất của anh là không nhớ được thoại, bị mọi người trong đoạn phim đặc biệt danh diễn viên 10 câu thoại. Trong phim, cứ đến đoạn nói nhiều anh lại nhớ trước quên sau, Đức Thịnh phải soạn lại những câu thoại thật ngắn cho nam chính. Nhiều lần anh phải xin đạo diễn cho mình 5 phút lấy bình tĩnh rồi diễn tiếp. Với đại cảnh Trạng Quỳnh lên triều dự thi vẽ, diễn viên phải quay khoảng 20 lần. Khi phim đóng máy, Quốc Anh có chút hối tiếc vì chưa có đủ cho vai diễn đầu tay. Hotboy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị khán giả chê diễn dở khi tác phẩm ra rạp. Tuy nhiên anh tự an ủi, lần đầu ai cũng thế thôi, tôi sẽ cố gắng chứng tỏ trong các lần sau. Trần Quốc Anh năm nay 20 tuổi, người Hà Nội, đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm người mẫu ảnh năm 16-17 tuổi, sau đó lấn sang công việc diễn xuất. Năm 2018, anh gây chú ý với chiều cao nổi bật và khuôn mặt sáng. Khi đóng MV với Hòa Minzy, anh cũng tham gia casting The Face và được gọi vào đội Minh Hằng, nhưng sau đó phải xin rút vì thời gian tham gia chương trình bị trùng với lịch quay phim Trạng Quỳnh. Khoảnh khắc cha nào con nấy của Lương Thế Thành và Quý Tử khiến sau việc phát cuồng. Anh cũng thừa nhận mình liên tục bị vợ trách móc vì hầu hết thời gian đều dành cho thành viên mới của gia đình mà không bên cạnh cô nhiều như trước đây. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau, kể lúc yêu cho đến lúc kết hôn. Bên cạnh đó, cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ lúc cậu Quý Tử đầu lòng chào đời. Việc có thêm thành viên mới khiến cho hình mẫu tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Nữ diễn viên khiến bao cô gái phải ghen tị khi gặp người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, yêu thương và săn sóc hai mẹ con kỹ lưỡng. Thậm chí anh còn chấp nhận người khác cho rằng mình sợ vợ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa chia sẻ những khung ảnh đời thường của hai cha con tại nhà riêng. Anh hào hứng khen cậu Quý Tử. Tình yêu bự nhất quả đức của ba, đi làm thì thôi, rảnh là tranh thủ về chơi với ảnh liền. Càng lớn càng đẹp trai giống ba nó quá mợi. Con trai của Lương Thế Thành và Thúy Diễm giờ đây cũng là một trong những em bé hot nhất nhì cộng đồng mạng. Bé Bảo Bảo khá thích chơi đùa với ba. Trên trang cá nhân, hai cha con thường xuyên có những khoảnh khắc cực đáng yêu và đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đi theo năm tháng. Nhiều người còn trêu ghẹo Thúy Diễm đẻ thuê vì con trai càng lớn lại càng giống ông xã như đúc. Đến cả các nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng không thể kìm lòng trước độ đáng yêu của cậu bé. Trương Quỳnh Anh, cho nựng ké chút đi, ghét quá à. Lê Giang, cưng quá hả em. Hùng Thuận, cưng quá cho nựng ba con một cái. Lê Tam Triều Dân, trời ơi cưng quá đi huynh ơi. Từ lúc sinh con, cô thường xuyên trách móc ông xã vì thời gian của anh ngoài công việc đều dành hết cho con trai. Anh mê mẩn cậu bé đến mức bỏ vợ sang một bên, nên cũng có những lần nữ diễn viên không trách khỏi được cảm giác tủi thân. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt, cách mà nam diễn viên lo lắng, dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ganh tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả. Pha cản phá của Văn Lâm xuất thần đến nỗi cầu thủ đội bạn phải thốt lên kinh ngạc. Từ chối cú sút của Minamino, Đặng Văn Lâm khiến tiền đạo người Nhật Bản phải kinh ngạc và không thể tin nổi vào mắt mình. Chiều tối ngày 24 tháng 1, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết giải ASEAN Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản chính thức diễn ra, được xem là một đối thủ rất mạnh, từng 6 lần dự World Cup, 4 lần vô địch ASEAN Cup và ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Tuyển Nhật Bản dường như trên cơ về mọi mặt so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đúng như vậy, Nhật Bản đã đá ép sân ngay từ đầu với ý đồ có bằng được bàn thắng từ hiệp 1. Tuy nhiên, với màn chiến đấu đầy quả cảm của các chiến binh áo đỏ, những Samurai xanh phải rất khó khăn mới ghi được một bàn thắng vào phút thứ 25 từ pha phạt góc. Thế nhưng công nghệ VAR đã lên tiếng, cho thấy pha bóng đó, một cầu thủ của Nhật Bản đã chạm tay vào bóng và khung thành của Văn Lâm vẫn hoàn toàn sạch sẽ. Tuyển Nhật Bản không được ghi nhận bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR. Những phút thi đấu tiếp theo chứng kiến một tuyển Việt Nam đầy thăng hoa, một Văn Lâm đầy xuất sắc với nhiều pha cản phá tuyệt vời. Đặc biệt nhất là từ chối bàn thắng của số 9 Minamino. Trong một khoảnh khắc đó, Minamino đã tung ra cú sút dứt điểm mà theo nhiều người đánh giá là thủ môn nổi tiếng thế giới cũng khó mà cản phá được. Thế nhưng Văn Lâm đã làm nên điều kỳ diệu, cản phá thành công cú sút
khiến Minamino phải kinh ngạc và không thể tin nổi vào mắt mình rằng Văn Lâm đã từ chối bàn thắng của mình. Ngay sau khi khoảnh khắc này diễn ra, người hâm mộ đã vỡ òa và không tiếc lời khen dành cho Đặng Văn Lâm với pha cú thua không khác gì bàn thắng của mình. Cầu thủ của đội bạn không tin vào mắt mình, pha cản phá của Văn Lâm. Trời ơi, đi ghi nhập hay sao mà Văn Lâm bay người kinh vậy? Hiệp này Đặng Văn Lâm một mình ghi hai bàn nhé, khỏi nói nhiều. Minamino đẹp trai thật. Nhưng hôm nay không ai bằng Văn Lâm đâu nhé. Công Phượng với Văn Lâm là hai cầu thủ xuất sắc nhất hiệp này rồi. Mỗi lần Văn Lâm cản phá là muốn thót tim. Tuyển Việt Nam bị dẫn trước 1-0 bởi pha đá phạt penalty từ đội bạn. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ vững tinh thần và chiến đấu hết mình trong cuộc chiến vừa qua, khiến cho fan hâm mộ vô cùng tự hào. Nhã Phương vừa sinh con gái, Lý Nhã Kỳ khui chuyện Trường Giang làm bố trên sóng truyền hình. Thông tin Nhã Phương vừa sinh em bé bị rò rỉ thì Lý Nhã Kỳ tiếp tục thay hai nhân vật chính tiết lộ Trường Giang sắp có con. Sau 3 tập được quan tâm nồng nhiệt, chương trình U2 gì thế này đã mạnh dạn thay đổi format của chương trình để tăng thêm những thí nghiệm khoa học và hàng thật vật giả, chuyên mục ám hại rất nhiều hàm răng sứ của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ở tập này, Lý Nhã Kỳ, Chí Thiện, Xuân Nghị và Gia Gia Trương Nhi là bốn gương mặt khách mời cùng giải mã những bí mật cùng khán giả. Thế nhưng nội bộ giữa các nghệ sĩ ngay lập tức bị lục đục vì Trường Giang. Được các đồng nghiệp vô cùng ưu ái là Lý Nhã Kỳ, vừa xuất hiện nữ hoàng thảm đỏ đã được tất cả các nam nghệ sĩ hát tỏ tình, trừ Trường Giang. Không những thế, Lý Nhã Kỳ còn chứng minh đẳng cấp chị đại khi thay mặt đàn em trừng trị Trường Giang. Trong thử thách hàng giả vật thật, các nghệ sĩ bước vào nghi án trộm lông tráo phụng của một đám cưới vương giả. Giữa hàng loạt ngọc ngà châu báu, họ sẽ phải tìm ra đâu là vật phẩm giả làm từ kẹo. Là một doanh nhân, Lý Nhã Kỳ đòi bỏ cuộc vì tiền thưởng 8 triệu, không đủ kinh phí chỉnh sửa trang sức nếu cô gắng phải vật dụng thật. Sau đó, cô đã phải vận dụng kỹ năng nhìn ngắm trang sức của mình để tìm ra đâu là món hàng giả. Cũng trong thử thách này, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ Trường Giang sắp có con và sẽ tặng anh một con heo vàng may mắn. Khi nghe bà chủ Kim Cương nói điều này, Mười Khó cười bối rối và không quên hỏi cái gì vậy. Được biết, theo một nguồn tin thân cận, Nhã Phương tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22 tháng 1, đồng thời cho biết bà xã Trường Giang đã sinh con gái. Từ khi mang bầu đến nay, cả Trường Giang, Nhã Phương đều im lặng. Khán giả chỉ được biết qua xác nhận của ca sĩ Trung Quân và nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh. Hiện tại, những thông tin hay hình ảnh về con gái đầu lòng của nữ diễn viên và Trường Giang được bảo mật tối đa. Phía cặp đôi cũng chưa lên tiếng hay chia sẻ thông tin này đến với khán giả.